Nhà nuôi, loại trứng gà, hoa hậu hắc, khẳng định, ủ tóc, rất tốt, của bạn. Lạnh, tình trạng sợi mì trong công thức với sốt chua ngọt kiểu Thái của bạn. 82 số vị trí đầu sân bay có diện tích lớn nhất Việt Nam hiện tại của bạn. Tám không số phần trăm quyền sở hữu diện tích đất khi thuê cảng tại nước U của bạn. Ben, từ vựng nghĩa là bút trong ngôn ngữ Mỹ của bạn. Hường, tên gọi khác với loài cá hồng dưới biển có tính hàn của bạn. 417 số cá nhân bị chính quyền đất nước Vạn Đảo đưa vào danh sách khủng bố của bạn. 谢谢, từ vựng nghĩa là cảm ơn trong ngôn ngữ Trung Quốc của bạn. 130 số tỷ USD tài sản một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới sở hữu của bạn. 我们, từ vựng nghĩa là chúng tôi trong ngôn ngữ Trung Quốc của bạn. 390 số triệu USD nhận được khi cho thuê nhà, cửa ngõ, thương mại trong gần một thế kỷ của bạn. 给 trường đại học nhanh tay chuyển sang học trực tuyến toàn bộ để tránh dịch của bạn. 90 từ vựng nghĩa là cái gì trong ngôn ngữ Trung Quốc của bạn? Nội tiết, lý do tăng cân nữ ca sĩ từng tổ chức đám cưới hai lần thừa nhận của bạn. 知道, từ vựng nghĩa là hiểu trong ngôn ngữ Trung Quốc của bạn. 8 số xe chữa cháy điều động cho một nhà máy bị hỏa hoạn tại Việt Nam của bạn. 他们, từ vựng nghĩa là bọn họ trong ngôn ngữ Trung Quốc của bạn. Rồng, loại thân máy bay có thể thiếu vị trí đầu trong phi trường của bạn. 7 số
chục nghìn du khách được chính quyền công bố tắm biển tại nơi có biển số xe 72C1C2 của bạn. Pencil, từ vựng nghĩa là bút chì trong ngôn ngữ Mỹ của bạn. Nội dung: hàng hóa bị hạn chế khi sử dụng độ phân giải 8K của bạn. Paper, từ vựng nghĩa là giấy trong ngôn ngữ Mỹ của bạn. Năm, số trăm nghìn đồng được trả khi được thuê đến cải tạo căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh một ngày của bạn. Đá ngực, hành động bạo lực vì coi trọng học sinh như người nhà từ thầy giáo Hờ ở huyện miền núi Đông Lào của bạn. Bắn, phương pháp sát hại chỉ huy cơ quan tình báo đất nước hơn 27 năm triệu dân của bạn. 12. Số khu vực kiểm toán nhà nước phát hiện gói thầu trồng cỏ bị tăng dự toán ở Việt Nam của bạn. Bốn, số phần trăm ngân sách dành cho năng lượng chiếm trong siêu dự án bảy nợ của bạn. Đêm, đoạn thời gian các chuyến bay chở hàng đôi khi được điều phối khai thác tập trung của bạn. N, cảng biển nằm trong khu vực gần nhất với châu Á thuộc xứ sở chuột túi của bạn. Lớn nhất, gọi tên tập đoàn M trong lĩnh vực tập đoàn khách sạn trên trái đất của bạn. Năm, một số tỷ USD để trở thành quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới của bạn. Uber, bất động sản hàng hiệu trong trung tâm thành phố của bạn. Dũng cảm, tên loại huân chương truy tặng cá nhân có hành động cứu người tại đất nước hơn 96 triệu dân của bạn. Hy sinh, hành động vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc được gọi là liệt sĩ của bạn. Một
không. Số người tử vong sau vụ tấn công đẫm máu bằng xe bom ở nước A của bạn. Vàng trang sức bị cấm với nam giới trong luật Hồi giáo S của bạn. Một số kg dầu tiêu thụ mỗi giây với tàu đang bay vòng chờ trọng lượng 70 tấn của bạn. Hàng không, loại đường thiếu người tử vong trong 4 ngày nghỉ dịp lễ tại Việt Nam của bạn. Rải, động tác đi kèm, lông ngỗng đại diện cho sự phản bội trong điển tích của bạn. Vòng cung, hình dạng khi máy bay kéo dài thời gian hoạt động trên trời của bạn. Tiết lộ hành động bị từ chối với vũ khí phiến quân dùng để bắn rơi trực thăng quân đội M của bạn. Nổi loạn, hoạt động giành lấy sự nhượng bộ từ thế lực áp bức của bạn. Nổi dậy, hoạt động lật đổ luật lệ bất hợp lý của bạn. Hôi, mùi món ăn được chế biến từ loại đậu tại xứ sở chùa vàng của bạn. Cấm biện pháp đồng thời tạo ra hoạt động buôn lậu sinh lãi lớn cho tổ chức của bạn.